Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 1-0. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 2-0. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 1-2. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 3-1. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 4-1. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 5-1. Tốt, điểm bóng cho đội Quảng Tùng 6-1. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 7-1. Đội có điểm bóng cho đội Quảng Châu 2-7. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 3-7. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 8-3. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 4-8. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 5-8. Đánh bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Quảng Tùng 6-5, 9-5. Đánh bóng ra ngoài, điểm bóng cho đội Quảng Châu 6-9.
Đánh bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Quảng Phùng 16. Điểm bóng cho đội Quảng Đông 11-6. Tập bóng tốt, điểm bóng cho đội Quảng Châu 7-11. Điểm bắn cho đội Quảng Châu 8-11. Đánh bóng ra phải, điểm bắn cho đội Quảng Châu 12-8. Điểm bóng cho đội Quảng Phùng 13-8. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 9-13. Điểm bóng cho đội Quảng Phùng 14-10. Đánh bóng ra ngoài, điểm bóng cho đội Quảng Châu 11-14. Điểm bóng cho đội Quảng Phùng 15-11. Điểm bóng cho đội Quảng Phùng 16-11. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điểm bóng cho đội Quảng Châu 12-17. Điểm bắn của đội Quảng Châu 18-12. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 13-18. Máy bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Quảng Châu 19-13. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 14-19. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 15-19. Rồi điểm bóng cho đội Quảng Tùng 20-15. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 16-20. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 21-16. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 22-16. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 17-22. Điểm bóng cho đội Cảnh Dương 23-17. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 18-23. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 18-23.
19, 23. Điểm bóng cho đội Quảng Tùng 24-19. Đánh bóng ra ngoài. Điểm bóng cho đội Quảng Châu 20-24. Điểm bóng của đội Quảng Tùng 25-20. Hiệp 1 và Quảng Tùng giành thắng lợi với 25-20.